chiều như trước nữa. Mỗi tháng cũng mê nít bộ. Thế chúng mày sao? Hơn sao? Ông bà già tao thì vẫn lên đều, nhưng mà còn phải nuôi con cho tao nữa. Ông bà cho bao nhiêu thì tao biết bấy nhiêu thôi. Tao đâu dám cần gì nhiều. Ê đây này, con đứa ấy còn tích cả có ai thăm luôn. Họ lúc nào cũng dư dướng bọn mình. Mà tao nghe nói nó hình như cũng không có bố. Mẹ nó thì mới chắc đi một tháng. Mà có mỗi thằng chồng ấy thì nó cũng đi theo gái mất rồi. Chắc là nó cũng không chịu được cái tính của con này. À bà này, bà
con gái của mẹ. Dù con có sai lầm đến thế nào đi chăng nữa, thì con cũng mãi là đứa con gái bé bỏng mà mẹ yêu thương. Cũng tại mẹ không lo cho con được một mái ấm, con đủ cha, đủ mẹ, chỉ mãi lo kiếm tiền mà không dành thời gian quan tâm đến con. Chỗ này khi con xa ngã phải vào trại cải tạo, thì giờ đây mẹ con ta đã âm dương cách biệt mất rồi. Mẹ biết con đã quá thiệt thòi rồi. Mẹ ơi, con thật là đứa con bất hiếu. Ngày mẹ đau ốm, con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ được. Khi mẹ mất, con cũng không thể chịu tan. Mẹ ơi, con không còn tiếc tha gì cuộc sống này nữa. Mẹ cho con đi theo mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con đi theo mẹ nhé, mẹ nhé. Con đừng có suy nghĩ dài dột như thế. Con còn trẻ, còn có mê linh nữa. Đang ngày đêm mong ngóng mẹ nó trở về. Con hãy cố gắng cải tạo thật tốt. Mẹ tin cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp lên thôi, con gái của mẹ. Mẹ ơi, mẹ.
chị tuy không phải là nhẹ, nhưng từ nay chị hãy chấp hành tốt nội quy của trại và quy định của pháp luật. Đảng và nhà nước sẽ có sự khoan hồng đối với chị. Chị phải cố gắng lên. Dạ, thưa cán bộ, tôi sẽ cố gắng cải tạo tận tốt để mau chóng được trở về bên bên con gái yêu của tôi, và để mẹ tôi sẽ suối vàng được yên lòng ạ. Mai, chúng tôi xin lỗi chị. Thưa quý vị, tập phẩm ngày hôm nay chỉ là một tình huống trong vô vàn tình huống mà chúng tôi và những đồng chí đồng đội của những đơn vị nghiệp vụ khác như hình sự, ma túy, kinh tế hàng ngày gặp phải. Chúng tôi vẫn ngày đêm âm thầm đảm bảo an toàn trại giam, an toàn các phạm nhân, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Chúng tôi, những cán bộ trại giam nói chung và những nữ quản giáo nói riêng, luôn âm thầm lặng lẽ ươm mầm cho những mảnh đời lầm lỗi. Môi trường trại giam rất khắc nghiệt, ngay cả với nam giới. Vậy mà chúng tôi, những nữ cảnh sát đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với môi trường trại giam, với các can phạm nhân. Để giáo dục một con người đã khó, để giáo dục một người lầm lỗi còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Lúc thì cần sự mềm mỏng, nhưng có lúc cần phải sự nghiêm khắc. Tuy nhiên, để khuất phục được họ thì điều quan trọng đó là phải có sự gắn bó, chia sẻ và cảm hóa họ bằng một tấm lòng. Tiết mục cảm hóa bằng cả một tấm lòng của Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin gửi tới ban giám khảo.